đang diễn ra bên trong vì sao, cũng như thời điểm hình thành nên ngôi sao này. Tuy nhiên, lớp ngoài của ngôi sao đã bị mất đi và nó sẽ không thể phục hồi lại được. Có lẽ nó sẽ hòa vào các khí khác để hình thành nên những ngôi sao mới, từ đó tạo nên một vòng tuần hoàn. Tôi không phải là người duy nhất nghiên cứu về đề tài này, nhưng tôi nghĩ mình đã có cống hiến trong việc nâng cao hiểu biết của con người về quá trình phát triển của các khí trong dải ngân hà và sự hình thành của vũ trụ. Tôi rất vui khi được tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau kỷ niệm tập thứ 700 của chương trình này. Tôi thích nói về công việc của mình. Tôi thích diễn giải về những điều tôi đang làm. Điều quan trọng nhất đối với người dân đó là được giáo dục, có nhận thức về khoa học và giúp người dân hiểu được sự khác biệt giữa khoa học và phi khoa học. Ví dụ như tử vi và chiêm tinh học, tôi nghĩ những thứ này đều không tốt cho mọi người vì đó là những điều thần bí và không có thật. Người ta từng nói rằng người Maya đã